em cua ta. Xin chào cả nhà đến kênh của em nghe. Hôm nay em có chuẩn bị thao với gỗ, em đi ra đây em thăm dạy cái lọt cả nhà. Cái lọt hôm qua em đặt mấy cái lọt ở những đường trường mới nè. Cái đường kinh này bên làm như người ta mới xịt lục bình cái gì cả nhà, nó mới dợp hết trơn lục bình luôn. Hôm qua đi đặt là lục bình còn tươi xanh hả, chắc này chắc mà xịt hồi sáng sớm quá. Chứ hôm qua em đi đặt là lục bình còn nguyên, cái này nó mới héo héo kìa. Như người ta sợ nọ bịch ra người ta xịt khổ, cái bông lục bình nó héo queo luôn rồi kìa. Bữa hổm còn gặp lục bình hái vô ăn bữa nay hết hái rồi, nhìn héo héo là biết người ta xịt thuốc rồi nè, héo queo luôn rồi nè, đụng xuống héo nè, là mấy cái lục bình nó ngủ xuống hết trơn. Bữa nay hết chấm hái lục bình này, hái lục bình ăn người ta xịt rồi mình ăn vô bẩn cái bà luôn. Ừ, đặt qua đặt cái lọt chăng cũng cây mình trồng bằng chiếc cái nhà, chứ trồng bằng hộp cũng không biết tới chừng nào, năm tháng nào mới có thể ăn được nữa. Trời ơi, cái lóc này ngon quá nè, cái lóc này đem gì nướng chui được à, cái này cắt lúa cứ gơm gơm nướng chui cái lóc này quá ok luôn. Ý con cá này nó mới ăn thì ăn một bậu luôn nè, nó biết luôn rồi. Đến từng cá đầu kiến trong cho dính nhiều cá đầu kiến bằng luộc xả ăn cả nhà, cái này cá đầu kiến. Cái này mình đặt cái chỗ này, cái giớm này mình đặt thích trong mé đó mà. Cái giớm này khoảng vô cá nó vô giớm mình bây giờ xích trong giớm mình đặt. Ô mình ba quay qua cái đó kìa, nó bên đó ngon hơn. Lựa cái chỗ ngon ngon mình đặt cái cá. Cái này ngon được. Chẹt gì đặng cho có sóng gì nó đánh, nó không có trôi cái lọt của mình được. Dặn dặn cái lọt lên mình cho người ta thấy cái lọt của
để tôi thấy người ta thăm cái gọi luôn. Ra muốn giờ người ta xịt quá trời héo luôn. Vừa thôi mình chừa cái lỗ cho nó. Nó có cái đường thảo đằng mai mốt nó có dính lên á. Chỉ để cho nó có cái đường thảo chỗ này. Nhìn cái lóc là thấy thèm, là muốn đem vô nướng chua gơm rồi cả nhà. Lâu lâu mới được chín cái lóc tầm ngon gì nè. Con này nó không có được bự không, nó hơi ốm nè. Lóc này gơm gơm đem về à. Mà mai mốt gì cả tôi ớt được. Ốc chọn với dầu chuối mà câu cơm, câu ớt nhảy cả nhà. Gào hái ăn bị người ta sẽ thích chơi vừa gào đồ cũng không muốn hái luôn, xịt quấy hết chân. Xong bao nhiêu nó bự quá trời luôn nè. Hết biết luôn ta ơi. Đi bữa nay em xuống mắt thì con cái nhà coi nè. Ôi ai mà nuôi cái con cá này. Ra chắc cũng lâu lâu lắm rồi đó. Hết biết luôn á nè. Nhằm khi người ta bị lủng mụn á, con mụn là cá nó ra. Hết biết. Hết biết con cá luôn. Con cá này vô chắc mê, chắc em mua thêm mới rau với màu bún nữa em ngày em nướng rồi chắc đợi em có bánh tráng ăn ngon á. Nay em chứng minh lớn luôn nè. Cái này không biết cái người nào người ta bị cái mụn này không biết nó ra không biết người ta hay không cả nhà. Tội nghiệp người ta ra mấy con gì là mấy cái mụn kia là người ta ra, bị ra nhiều lắm đó. Ra nhiều thì bị lỗ quá. Ôi con cá nè, tao nuôi cá này tao nuôi cũng lâu lắm nè. Mất cái bự luôn á. Không biết sao bắt ra được luôn á. Ủa cầm một tay không dép luôn á. Con cá này cỡ 3 cái gửi chứ. Ủa nó bự quá trời. Này nó chui cái đầu vô cũng hơi bị khó nữa nè. Ý, ý, được rồi, được rồi. Rồi ra rồi. Dám làm mạnh. Ui. Ôi, hết nhớ nhau gì. Ôi coi nè, hết hồn không? Ý. Ôi em cầm một con giáp luôn cái nhà coi nè. Ôi, không có dám bỏ lên cái nhà, bỏ lên nó phải bay xong ngủ một cái lắm. Ôi coi nè, hết biết luôn rồi. Cái nuôi gỗ gẹn luôn cái nhà coi nè. Yếu rồi mẹ chắc. Cái xong cũng không có thế nào mà bự dữ thằng gì nè. Cái này cái nuôi người ta đi nè. Hết biết luôn rồi. Ai mà nuôi được cá bự cỡ này chứ cũng sợ mà năm mấy vậy đó. Cái bự dữ gì. Đặt dính nó mình đặt lại cái nữa. Cá bự quá. Mình đặt lại chỗ này cái nữa, chỗ này nó nhảy lên lục bình nó nhiều nè. Hai bên đầu. Trời ơi, dính thêm được cái đầu kiến nhỏ xíu nè. Trời ơi. Ôi cái lóc với cái dê này cả nhà. Hết biết không? Ủa cái lóc này có 4 kg rồi ta giữ nó. Hết biết bự luôn rồi.
mình mời đi ăn cái nó bài ra cá ngon quá trời. Ôi, nó kêu ọp 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 hoài luôn á, nó bự bự luôn á. Cái chơi cái xin này nó bong bong ngổ quá chứ nha, nó bong 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 mình nó bong bong, nó không giống như cái chơi mà trắng được. Cá bự này chỉ có thể nướng hoặc là hái ra nhúng lẩu thôi, chứ mình kho đồ ăn không ngon. Ôi, có cái cây xuồng em lên cây luôn nè, đi hoài với cái cây mọc bên xuồng luôn. Giờ ở trên ruộng khô nước rồi, không còn chỗ đặt nữa, chỉ có thể đặt dưới đây thôi. Ý, có dính cái kia đây, dính đẹp 4-5 con ốc à. Ủa cái trên này cũng mập quá nè, cái gì trắng thế nhờ ơi. Cái chị bự nhảy ôi ôi nè, con này cũng mập quá. Ủa con cá lóc đâu tiêu rồi ta, ủa nó có bay ra cái xuồng không, nó kêu con cá lóc vậy. Đi con này cả nhà. Ôi ôi con cá nè, cái này cũng mập quá trời luôn á, nó mập nhưng mà nó không có bự bằng con cá này. Cá lóc cái nó bay xuống cái bay ra cái bẻ xuồng đó rồi, bơi xích xích lên kia mà kiếm chỗ mà cái này, cái chỗ đó lục bình nó ít quá làm như nó không có được đúng ngon. Chỗ này đặt đặt được nè, cái đá được là nhiều nè, đặt đây đi. Chìm luôn rồi. Trời ơi chìm luôn rồi. Ủa? Mới đặt đây nó chìm mất tiêu cái lọ vậy. Vậy á. Tại vì chỗ này đứng thì nó hơi sâu quá hay sao á. Rồi luôn rồi. Cái lọ xuống đây mà nó trôi luôn á. Nước sâu, nước sâu dữ ha. Ờ nước sâu dữ hàng chi rồi, trôi cái lọ mất tiêu luôn cả nhà ơi. Ờ mới để cái lọ xuống đây trôi luôn rồi, có mấy ngoài đây nữa. Ồ nó chọi tuốt ở đây nè cả nhà ơi, đụng rồi nè. Ý ý đụng rồi. Ơi tuốt vào đây nè. Ồ ôi đây nè. Thiệt tình đúng á.
nó sâu chỗ này sâu quá trời luôn. Đặt xích trong đây nè. Mãi để mà mé quá trời luôn. Trời sao lên vậy? Thấy con miếng màu đen chút nè. Ôi, để xuống quay qua lấy cái cây nó chọn mục tiêu. Ho nữa, bị ho nữa, cái này về cũng bị cúm luôn quá. Về vô luôn cả nhà. Cả nhà theo dõi clip với like đăng ký kênh mình chia sẻ kênh giúp em nghe đăng ký theo dõi kênh tiếp theo của em cả nhà. Bye, chào cả nhà nha. Bye.